Thì hiện tại làm YouTube bật kiếm tiền quá là dễ dàng, không còn khó khăn như trước kia nữa, vì YouTube đã chính thức hạ thấp điều kiện cho dân Việt Nam của mình. Thì trong video này hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cùng biết nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sứ giả YouTube Trần Sĩ Tâm. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn biết đến kênh YouTube của mình, thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Sĩ Tâm, người quản lý nội dung trên YouTube CNS Network được YouTube chứng nhận. Các bạn có thể biết thêm thông tin của mình thông qua website trầnsitam.net. Thì trong cái video ngày hôm nay á, mình mang đến cho các bạn một tin vui. Thì cách đây vài tháng trước, mình đã từng chia sẻ cho các bạn về chính sách bật kiếm tiền mới hạ thấp điều kiện của YouTube khi các bạn đăng ký bật kiếm tiền. Khi đó YouTube chưa hỗ trợ cho quốc gia Việt Nam của mình. Còn ngày hôm nay YouTube đã chính thức hạ thấp điều kiện đăng ký bật kiếm tiền cho một số kênh ở quốc gia Việt Nam của mình. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn đăng ký bật kiếm tiền trên nền chính sách mới này của YouTube một cách chuẩn chỉ. Còn người bạn nào mà vẫn chưa được YouTube hạ thấp điều kiện khi đăng ký bật kiếm tiền, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ để các bạn cũng đủ điều kiện để được đăng ký bật kiếm tiền sớm ở trên YouTube nha. Thì hiện tại YouTube đã cập nhật cho quốc gia Việt Nam của mình một số kênh có thể đăng ký bật kiếm tiền sớm. Khi kênh của các bạn có được 500 người đăng ký, 90 ngày qua các bạn đăng được 3 video công khai, 365 ngày qua các bạn có được 3.000 giờ xem, hoặc là trong vòng 90 ngày qua video ngắn của các bạn đạt được 3 triệu view là các bạn đủ điều kiện để được đăng ký bật kiếm tiền sớm. Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình có một kênh YouTube có 500 người đăng ký hơn, nhưng kênh này đã đủ điều kiện để được đăng ký bật kiếm tiền. Và ngày hôm nay mình sẽ dùng kênh này để mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn bật kiếm tiền trên nền chính sách mới của YouTube nha. Thì đầu tiên để mà bật được tính năng kiếm tiền thì những người bạn mới á, hãy lên cửa hàng Google Play hoặc là cửa hàng App Store, các bạn tải cho mình ứng dụng đó chính là YouTube Studio. Sau đó các bạn cài đặt xong thì các bạn mở lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ lựa chọn kênh YouTube của các bạn. Và khi kênh của các bạn đã hiện ra, các bạn sẽ bấm vào mục kiếm tiền. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống bên dưới và các bạn sẽ thấy được cái nút đó chính là đăng ký ngay nếu như các bạn đã đủ điều kiện. Còn nếu như các bạn chưa đủ điều kiện thì các bạn sẽ không thấy nha. Thì trong chính sách bật kiếm tiền mới này của YouTube thì các bạn cần trải qua hai quy trình. Quy trình thứ nhất, khi các bạn bật kiếm tiền thành công, các bạn sẽ sử dụng được tính năng hội viên, tính năng super chat và tính năng mua sắm để các bạn kiếm thu nhập. Nhưng các bạn muốn quảng cáo chạy trên video dài và video ngắn của các bạn để các bạn kiếm tiền thật sự, thì các bạn cần phải thỏa mãn cái yêu cầu của YouTube, đó chính là đạt được 1.000 người đăng ký, 4.000 giờ xem trong vòng 365 ngày hoặc là 10 triệu view trong vòng 90 ngày thì các bạn mới đủ điều kiện để được chạy quảng cáo trên video dài và video ngắn của các bạn. Và tiếp theo các bạn sẽ bấm vào nút đăng ký ngay. Sau đó các bạn sẽ thấy hiện ra 3 bước. Thì bước đầu tiên các bạn bấm bắt đầu. Sau đó các bạn sẽ đọc qua điều khoản của YouTube. Sau đó các bạn tích vào cái ô tôi chấp nhận các điều khoản chương trình đối tác YouTube. Và sau đó các bạn sẽ nhìn thấy một cái dấu tích màu xanh, tức là các bạn đã chấp nhận điều khoản thành công. Và tiếp theo là đến bước thứ hai là tạo tài khoản của AdSense. Thì lưu ý rằng video này chỉ dành cho những người bạn nào mới làm YouTube lần đầu tiên và chưa từng tạo tài khoản của AdSense, thì làm theo cách này mình hướng dẫn thì thành công 100% nha. Và bây giờ các bạn sẽ bấm vào nút bắt đầu. Sau đó Google AdSense sẽ hỏi các bạn là bạn có tài khoản của AdSense chưa, thì các bạn lựa chọn là chưa, tôi cần tạo tài khoản. Sau đó các bạn bấm tiếp theo. Và tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn cái email có kênh YouTube của các bạn để các bạn tạo tài khoản của AdSense, hoặc các bạn có thể lựa chọn một cái email khác nha. Và tiếp theo các bạn sẽ thấy kênh YouTube của bạn và cái URL kênh nằm kế bên. Và bước tiếp theo các bạn cần lựa chọn đó chính là quốc gia lãnh thổ, và các bạn sẽ lựa chọn quốc gia nơi các bạn đang sinh sống nha. Sau đó các bạn kéo xuống và các bạn tích vào cái ô tôi đã đọc và chấp nhận thỏa thuận. Sau đó các bạn sẽ bấm vào thiết lập tài khoản. Và tiếp theo sẽ hiển thị ra một cái giao diện giống như thế này để các bạn điền thông tin. Và các bạn lưu ý nghe kỹ mình ở khúc này nha. Những người bạn nào thường xuyên chạy quảng cáo Google AdWords trên cái email mà các bạn đang tạo tài khoản AdSense thì các bạn sẽ thấy thêm một cái mục thông tin có sẵn giống như thế này. Thì các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên bên góc tay phải chỉ xuống và các bạn sẽ bấm vào tạo hồ sơ thanh toán. Và kế tiếp, khi nào hiển thị ra cái giao diện giống y như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy thì mới hợp lệ nha. Còn những người bạn nào chưa từng chạy quảng cáo Google AdWords thì sẽ không có tài khoản Google AdWords, nên các bạn sẽ thấy được cái giao diện hiển thị ra giống như thế này. Thì các bạn chỉ việc điền thông tin của các bạn vào mà thôi, rất là đơn giản.
Và đến cái phần điền thông tin thì các bạn cần lưu ý các bạn sẽ điền thông tin giống 100% trên giấy tờ tùy thân của các bạn là thẻ căn cước công dân hoặc bằng lái xe hoặc là hộ chiếu thì mới hợp lệ nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ ghi họ tên của các bạn sẽ ghi chữ in hoa và viết có dấu. Đến dòng địa chỉ 1 á, thì các bạn sẽ ghi quê quán của các bạn. Dòng địa chỉ 2 là các bạn sẽ ghi địa chỉ thường trú. Và tiếp theo là đến phần thành phố, tỉnh thành thì các bạn sẽ lựa chọn cho nó phù hợp giống y như trên giấy tờ tùy thân của các bạn. Và bước kế tiếp là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tìm mã bưu điện để các bạn điền vào nha. Thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng Google Chrome. Và sau đó các bạn sẽ thấy cái thanh tìm kiếm và các bạn bấm vào. Và sau đó là các bạn sẽ gõ từ khóa là mã bưu điện. Và tiếp theo các bạn sẽ ghi tỉnh thành, thành phố nơi các bạn đang sinh sống. Mình ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ ghi chữ thành phố Hồ Chí Minh nha. Và sau đó thì các bạn sẽ tìm kiếm. Và tiếp theo là các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ thấy trang web đó chính là 360, các bạn sẽ bấm vào. Và tiếp theo là các bạn sẽ kéo xuống bên dưới và các bạn sẽ thấy được một cái mã chính hoặc là hai cái mã chính thì các bạn có thể lựa chọn bất cứ mã nào nha. Và các bạn có thể lựa chọn cho nó sát với tỉnh thành, thành phố của các bạn bằng cách là các bạn kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy được á, tỉnh thành, thành phố của các bạn, huyện, xã nó sẽ được hiển thị những cái mã mà tương ứng như thế thì các bạn có thể lựa chọn nha. Như mình ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình chỉ cần lựa chọn nó chính là 74.000, vậy là xong nha các bạn. Và sau đó mình sẽ điền cái mã bưu điện của mình vào và sau đó thì các bạn sẽ điền số điện thoại và các bạn bấm gửi, vậy là xong nha. Thì các bạn chỉ cần chờ đợi trong vòng 1-2 ngày. Nếu như các bạn làm đúng thì tài khoản WeChat của các bạn sẽ được chấp thuận và có dấu tích màu xanh giống như thế này. Và bước số 3 là các bạn chỉ việc chờ đợi YouTube xem xét kênh của các bạn. Nếu như các bạn tự quay là trong vòng 7 ngày là các bạn sẽ được bật kiếm tiền nha. Và sau vài ngày chờ đợi thì kênh YouTube này của mình đã được bật tính năng kiếm tiền. Và bây giờ mình bấm vào ngay chỗ có mục kiếm tiền á, thì các bạn sẽ thấy đó chính là bạn là đối tác của YouTube. Vậy là ngon lành rồi nha các bạn. Hai tính năng này á, các bạn không cần phải bật ngay lúc này đâu. Vì kênh của bạn bé, các bạn không cần sử dụng đến nó. Quan trọng đó chính là tính năng quảng cáo trên video dài và video ngắn. Thì các bạn cần đạt được điều kiện đó chính là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trong vòng 365 ngày. Hoặc là các bạn đủ 10 triệu view trong vòng 90 ngày với video ngắn của các bạn. Thì một trong hai, các bạn đủ cái nào trước cũng được nha. Và khi kênh của các bạn đã đủ điều kiện rồi, như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy kênh này đã hơn 1.000 người đăng ký, thì bên trong mục kiếm tiền các bạn sẽ thấy đó chính là bạn đã có thêm những cách kiếm tiền mới. Thì các bạn sẽ bấm vào chữ bắt đầu. Và sau đó các bạn sẽ thấy quảng cáo trên video dài và video ngắn. Thì bây giờ các bạn bật quảng cáo trên video ngắn nha. Thì các bạn kéo xuống, các bạn tích vào cái ô tôi chấp nhận điều khoản nha. Và tiếp theo các bạn sẽ thấy quảng cáo trên video ngắn đã được bật. Và bây giờ các bạn sẽ bật quảng cáo trên video dài nha. Các bạn sẽ tích vào cái ô tôi chấp nhận điều khoản trang xem. Và tiếp theo thì một cái giao diện hiển thị ra giống như thế này. Thì các bạn sẽ bấm vào tiếp theo dùm cho mình nha. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy được hai tùy chọn. Thì thường là mình sẽ lựa chọn cái thứ hai, đó chính là tôi tự chọn video. Để mình tránh được nhiều cái rủi ro khi mới bật kiếm tiền. Ví dụ như là lưu lượng khớp lệ và nhấp chuột khớp lệ. Thì sau khi mà các bạn đã bật lên rồi thì các bạn có thể lựa chọn bất cứ video nào mà các bạn muốn kiếm tiền. Thì các bạn chỉ việc bật kiếm tiền video đó lên. Rất là đơn giản nha. Hiện tại YouTube đã cập nhật tính năng bật kiếm tiền mới cho một số kênh. Và một số kênh thì chưa được cập nhật. Thì các bạn đừng có lo lắng và đừng có buồn. Mình chỉ cho các bạn một cái mẹo này, các bạn cũng sẽ được bật nha. Đầu tiên là các bạn sẽ vào siro.youtube.com hoặc các bạn có thể gõ cái mệnh lệnh đó chính là cns.youtube.com. Sau khi các bạn vào được trang tổng quan kênh của các bạn rồi thì các bạn sẽ bấm vào bánh đăng cài đặt. Và bây giờ các bạn sẽ lựa chọn đó chính là quốc gia Hoa Kỳ và các bạn bấm lưu lại. Thì khoảng chừng 7 ngày cho đến 10 ngày sau là tính năng bật kiếm tiền mới sẽ được kích hoạt. Và các bạn lưu ý rằng khi các bạn đổi quốc gia thì không hề ảnh hưởng gì đến kênh YouTube của các bạn cả. Giống như là cái kênh mình đang chia sẻ cho các bạn là kênh Sứ Giả Trần Sĩ Tâm hoặc là kênh Trần Sĩ Tâm Obstacle. Mình lựa chọn cho Hoa Kỳ từ trước đến nay chẳng ảnh hưởng gì cả, view sub vẫn nhảy đều, ổn định, nên các bạn cần lưu ý nha. Nãy giờ mình đã mang những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để mình trải lòng, mình chia sẻ cho các bạn cùng biết. Các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn cho mình xin một like. Còn các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh trước khi bạn rời đi. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui, hạnh phúc, vinh dự khi được các bạn quan tâm và yêu mến. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn lại các bạn trong video tiếp theo nha.